Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lời đầu tiên cho cháu Lực xin được gửi lời chào và lời chúc tới tất cả các mạnh thường quân và tất cả khán giả đang theo dõi ở trên kênh bản em. Hôm nay thì cháu Lực sẽ mua ống nhựa đi xuống nhà của em Quân đấy các bác. Đấy, cái phần ống nhựa này thì được cô Chiêm cô có gửi cho cháu Lực là 500 ngàn để cháu Lực đi mua cuộn nhựa về để dấn nước xuống dưới cái chỗ mà gốc cây hôm nọ là mấy anh em trồng các bác. Cái cuộn nhựa này thì cháu Lực mua mỗi cuộn là 250 ngàn, hai cuộn là vừa tròn số tiền mà bác Chiêm bác ấy gửi cho cháu Lực luôn các bác. Đấy, hôm nay thì ngừng mưa rồi, mặt trời thì cũng đã có một chút hưởng nắng một chút các bác, nhưng mà kèm theo đó thì hôm nay cháu Lực nhìn thấy là có gió rất là mạnh luôn các bác ạ. Hôm nay thì các anh thợ cũng đã lên và vận chuyển gạch để ngày mai các anh thợ lại tiếp tục là xây lên rồi cô bác ạ. Vừa rồi thì cháu Lực cũng đã điện cho em Quân rồi và bảo với em Quân rằng là lên trên này hộ cháu Lực là cầm ống xuống một chút cô bác. Tại vì là có hai ống, vừa rồi thì cháu Lực với lại bạn Hiệu là lai ra mỗi anh em là lai ra một ống. Xe này thì hôm nọ cũng được bác là Thủy Trần, bác có gửi tiền cho cháu Lực với lại bạn Hiệu là mua cho hai anh em mỗi người một cái xe. Điều đấy, cái món quà đấy dành cho hai anh em đều cũng là rất là lớn của bác, cũng là rất ý nghĩa luôn. Bây giờ hai anh em mà chở đồ chở đạc thì một xe thì không có chở có hết, nhưng mà rất là may là bây giờ anh em là có hai cái xe để mà chở đồ cho nó dễ dàng hơn cô bác ạ. Vậy ở đây thì hình như là thấy người ta là lấy xe xuống này sao nhỉ, anh em mình đi xuống được không? Người ta cũng đi được mà. Xuống thì xuống được mà, sợ tí không lên được. Tí lên thì chắc chắn là phải lấy đẩy đẩy thì mới lên được thế này ấy. Ôi nhưng mà người ta mà xuống được thì người ta không lên được á thế này ấy. Thôi thôi, tốt nhất là mấy anh em mình cứ để xe trên này đi, không là tí nữa không có đẩy được lên nói. Quân thì vừa rồi cháu được điện thì em cũng đang lên thôi. Đấy, và rất là may là Quân cũng có một cái điện thoại. Điện thoại là được bác Cindy Lê, bác ấy có gửi tiền cho cháu Lực và mua cho em Quân với lại em Cương mỗi người một cái điện thoại của bác. Đấy, bây giờ thì mấy anh em sẽ phải đợi Quân một chút đã của bác ạ. Em chào anh ạ. Vâng, chào quý ông bà, có chú anh chị ạ. Lạnh không? Có. Bỏ cái mũ ra, có sắm sửa một tí. Mỗi người một quần nhá. Ở dưới nhà Quân là có cái thùng nhựa đúng không? Vâng. Đấy, có thùng nhựa thì tại vì anh không mua cái thùng nhựa nữa. Vâng. Hôm nay thì hôm qua thì bác Chiêm bác ấy có gửi cho anh là 500 ngàn đi mua ống nhựa để kéo từ cái đoạn này đi xuống cái chỗ mà hôm nọ mấy anh em trồng cây đấy. Vâng. Để cho không phải em phải xách xa một chút. Tại vì em xách rất là xa đúng không? Vâng. Đấy, xách từ dưới lên thì rất là xa. Đi. Đấy, ống nhựa thì cũng nhẹ thôi, một mình cháu được thì chắc là vác được hai cuộn thôi các bác, nhưng mà gọi em Quân lên cùng cho nó vui hơn. Sáng nay ở nhà làm gì Quân? Lấy cỏ đấy à? Ai lấy xe xuống đây đấy?
Thế nhưng mà lên thì có lấy được lên không? Có, anh chỉ lấy xuống. Nếu mà đi đâu thì mình lấy xuống như thế kia. Thế lấy thì anh chấp chạy đi ấy, chấp chạy xuống ấy. Kéo nước à, nước. Kéo nước từ đâu đi á? Đây này đúng không? Giờ cứ lấy xuống hai cuộn này, nếu mà một tí không đủ thì anh sẽ lại đi mua thêm một cuộn nữa. Ở dưới nhà đây là có cái thùng nhựa đúng không? Kéo từ đây á? Nhưng mà nước này không mạnh quá tí sợ chậm không? Đây à? Tôi kéo từ đây đi bây giờ. Một thả một ống đây đi. Thả một ống đây đi. Đầu tay phết đấy, mấy quên cái dao. Em quên bảo Quân, Quân là cầm dao lên. Ông bà đi ở nhà không? Có. Ông cũng vừa lấy cỏ về, về nhà thôi. Vừa lấy cỏ về à? Nay đi một tí mình phải đánh phép về đấy. Ừ, phải lăn, cố lăn á. Lăn nha. Kéo từ đường liện này theo đường xuống à? Vâng. Đi xuống hết kia không à? Đi cái chú. Đi ra bên này đi chứ? Vâng. Vẫn mùi vẫn lắm. Tiến một cái nữa rồi. Quân ơi, lấy cái gì buộc ở đấy đã? Xong rồi kéo hết xuống cho em chính mình nối nối sau. Lấy cái gì buộc chắc ở đâu đấy á? Quá chạy đồng lên đây đi khỏi có cái gì rồi. Buộc ở đây rồi đấy. Buộc tên gốc như kia. Đi thả xuống đây nhưng
Nước này nước thì dùng để rửa tay rửa chân đúng không? Rồi bây giờ kéo đi. Kéo thẳng ra xuống tí mình chỉnh cho. Đi từ hàng xuống dưới lăn đi, đừng có lăn đấy nữa. Kéo hàng xuống dưới, kéo đi. Rắn to chưa này không ạ? Đấy, nóng nóng cái là có rắn ở đây luôn. Đấy, trời ấm ấm cái là có rắn chúng ta phơi nắng. Đi ra về nhà phải lấy dao đấy, bây giờ cầm ở đâu đấy nhá. Lấy cái gì? Từ đây á? Tí nữa ra. Lực ơi! Sao không cho đi thẳng xuống đây luôn? Không chưa?
Rồi kéo đi. Bây giờ kéo đến chỗ kia nhá. Kéo đi. Bây giờ lấy dao với lại cái phép lên cái nha. Dao ơi. Cái nguồn nước này thì kéo về chỉ để phục vụ cho cái việc mà tưới cái cây hôm đó là cô Chiêm cô có sang đây trồng cho em Quân đấy các bác. Đấy, cô cũng nhìn thấy là Quân là xách nước từ dưới nhà lên xong lại mang lên trên này kéo mang lên trên đằng sau nhà tưới thì cũng rất là xa, thành ra là cô có hả lấy một cái dao này, một cái phép lên. Để lấy hai cuộn thì cũng vừa đến luôn các bác. Ở đây thì không cần phải là kéo đến hẳn ở góc đâu, mình chỉ kéo ra đến đầu thôi, xong rồi mình đặt một cái chậu hay là một cái thùng ở đấy để hứng nước, xong là Quân chỉ cần việc là lấy chậu đấy xô ra múc ra xong rồi tưới vào là được rồi. Nhà có cái dây cao su gì không? Có à? Thế lấy cái dây cả dây cao su đi lên buộc chứ. Lấy cả dây cao su đi một cái nhá. Bây giờ thì mấy em cũng đá vừa kéo xong ống rồi các bác. Bây giờ chỉ có đi nối thôi. Ai làm nước tuột thế kìa? Để kéo xuống. Lúc đấy kéo xuống à? Không là tí người ta lên là người ta chỉ thế đấy. Rồi, đi thôi, let's go. Mà hôm xách nước ở dưới lên có xa không? Không xa mấy á, không xa mấy, không cầm cái ống này đi à? Ô để đây, tí nối ở đây thôi chứ. Nối ở kia nữa. Này. Xách độ tưới tầm bao nhiêu tiếng hết? Hả? Một tiếng à? Thế là cũng lâu phết đấy nhở. Hôm nay thì kéo cái nước này đi, xong rồi một tí thả vào xô. Quân tưới rồi thì cái thời gian của nó sẽ chậm hơn đấy các bác. Kia phải chặt cái ống tre này. Tre cái nào có ống to hơn không? Được chưa? Vừa thì để vào đi cho nó nước chảy xuống đi. Anh không cắt chỗ này làm thế nào? Làm thế nào chảy xuống được? Để cắt đi. Cắt chéo đấy.
bên đây qua bùn một tí. Mới chắc được. Ai thiết được rồi. Thả xuống. Được chưa? Được. Ủa, đây đấy. Ừ. Xem nó cũng đá to to đó. Cao quá. Đào đào cái xuống tí nữa. Đào xuống tí. Lỗ chảy được chưa? Đào, đào cái này. Nó buộc cái xương quá. Nhưng chán rồi. Thả, thả, thả. Thả cái ống được chứ đi. Ừ. Cho lùi lùi ra ngoài tí. Bây giờ dùng nước, à, dùng đất đè á. Để cho nó không có bị chảy nước ra ngoài đó. Cái nguồn nước này thì không thể dùng uống được cô bác ạ, nguồn nước này chỉ mang về để rửa tay rửa chân xong là tưới tiêu luôn. Đây là kéo được tự nó ra ấy. Đây à, cái này. Đây à. À. Mình làm cái nó. Ống này không giỏi nhỉ. To hơn chưa? Nó phải chảy từ từ chứ. Được chưa? Nó chảy đi chưa? Mà cái ống này ra nhé. Cái này để cái này thôi. Ừ. Ừ. Cái gì cái xu này chưa? Cái xu đây, xu à. Thì mà cái gì đè đè ra kì, lấy đất này đè đè ra kì, đè cho nó ống nhựa xuống. Vừa rồi thì ông nghe tin là cháu được lên đây sửa, để lắp thêm cái ống nước đấy cô bác. Ông cũng lên trên này luôn. Nó là để mít thân uống rồi, ok.
số lên đây. Bố chú đi bột điểm bạn ạ. Đây à, đây đây. Bạn bán là có bổ như chơi Covid đó kìa. Cũng thế nào cầm thế này, xuyên thế này không ạ? Ừ. Và trong mức cà chua cầm đây hê đi có thấy cái này à? Con nhé tôi này đi ăn cũng lắm rồi mày cô đang. Ừ. Ô đây đang nghe lấy cái dây kia ra buộc nhỉ? Tí là chắc vòng lại buộc lên một lần nữa, kéo nước lên kia đó. Cái này tí có nước nặng nó hất cái anh xuống mà. Hả? Kiếm dưới này cô ơi, kiếm dưới này. Nước lên đây, đây. Kéo nước lên đi. Kéo nước lên qua đây. Này lối ông che ra lắp còn chắc hơn nữa nhỉ. Đây chú ơi. Đâu? Ôi, lấy cái ống nhựa đây đi. Đấy, đến chiều lại có gió rất là mạnh các bác này. Nước này đấy. Cuốn lên con ra đánh bảo, cuốn lên ra đánh bảo. Ra đánh bảo. Nhìn xem có con gì đấy. Nhìn nó mát đi, nhìn nó con gì đây? Con gì đâu. Tí nữa mới có, cứ nhìn tí nữa. Thử lúc này à? Từ cũng phải cắt mà. Cắt đây. Rồi, ra đây, ra đây. Ai cầm bật lửa không nhỉ? Không. Thế hỏi bà hiểu không là? Ờ, cũng à. Thế hỏi bà hiểu nó sợn nó cứ tay sợn thủ. Bố buộc buộc đấm chứ hả? Buộc đấm nha. Ừ. Mới hay hỏi phân bài lên cứ bài nó ghi hiểu cái chút sợn đây mát đi. Giao kia đâu quân? Giao bao á? Giao rồi. Giao rồi được chưa? Phần có phần lấy chút sọt đây đấy đây xin lỗi không thì em chạy đi trên này em chặt một đoạn cây tre đi kìa lấy cái tre kia thì nó mới có ống tìm mà loại nó có ống to một tí nhá có. Chết đó. Ui, vừa miếng ngãi hóc ở đấy nha. Mới đi. Gãi luôn bà nè. Sao kia như kia con cây sao còn như như lát tương đối kìa
cùng một khóa này các bạn. Đi một xem đi. À không, quay lại buộc kia đã. Quay lại buộc à, mấy chỗ kia kìa. Thế nào đấy? Ờ đúng rồi. Đây, cầm cái này đi. Cầm mà thêm dao đi. Cũng là mới xứng đi bên này với ta lá đâu. Ừ. Sẽ đến rồi ta lại không? Ừ. Đấy, và nó sẽ phải cầm vào. Cầm vào. Đâu anh? Hả? Mày không có kẹo nhỉ? Ba mà ốc phù rồi răng em á. Ừ, ừ, ừ. Mày ăn hụt rồi. Cái này thì không cần buộc nó đâu. À! Ừ! Buộc à, kia là cái kia. Xe con chỗ nào cần buộc nó thì à, anh em buộc mốt. Đây buộc cái này, kia sống hết rồi. Chưa? Yeah. Yeah. Bây giờ đi xuống hẳn dưới kia rồi. Thì thời gian vừa mới trồng xong với cô bác thì cũng mưa rất là nhiều, thành ra là em cô không phải tách để mà tưới nhiều nữa. Đến bây giờ bắt đầu từ hôm nay đi thì chắc chắn là trời nó sẽ nắng hơn, sẽ ít mưa hơn đi rồi, thì từ chiều tối thì phải xách nước để mà tưới rồi. Thì cây nó mới sống và phát triển nhanh được. Nên làm cái sắm nó khó, mất tòng khó. Cái này ở đấy cho... Làm cái móc ấy. Các nước chảy đến nhà đấy nhỉ, xem mà quên cái gì không. Chúng kia bác có thấy đường sâu đi qua không? Không thì làm cái cọc nữa. Từ từ. Làm cái cọc là mình nhà của bác à? À.
được đấy. Đây là nó xuống. Nó vướng cây cỏ này dần xuống. Mấy chữ yếu là có bỏ này để bự lên. Ừ, bự bự cào sẵn rồi nè. Đi à. Nằm xe mang ra. Bây giờ mình làm đây. Không vắt lên cái cây kia luôn nhỉ? À. Vắt lên cái cây kia luôn, không cần cọc này nữa. Cọc này nó. Cọc này nó thay nữa, bật ngáp nữa, cọc này. Và phát xuống hiện đi. Chúng ta hai phát nữa. Nó thấy khớp mà, thế mà. Ta hốc lên bằng nghiêm kiếu lên bằng lưu lên. Nhỏ, cụ ngồi á. Năm tối rồi. Mình níu anh em là làm phim mà phiếu mày. Bác vào cùng làm phim cả với ta. Thấy tiền cả trong ngang với ta nhé. Được chưa? Dạ. Nó không có sức này đâu. Được rồi. Được rồi. Vì sao một đám mà ào mà bùng sợt ra. Tôi ăn tốn đi từ tên phải. Kéo nó vòng ra bên kia đi. Kéo nó vòng qua cái cây lê kìa. Có bừa không này? Cái bụng thì đừng cái mạnh quá nha. Lắc ba bà, ở ảo phúc đây còn mà. Cái phật phật cho phải ổ. Thế rồi. Cảm ơn chị tốt ảo ơi. Phải hết tập cái máy nha. Nhưng chứ lúc sẽ có phức tạp cái này cha. Ô bộ. Nó đã trả thân. Bạn tự gắn máy được tạo phương à. Cái đó có phải đẩy chú hẳn như. Ngao ra được tạo phương. Bạn phải bắt à, lấy đáy mà này. Được bạc à. Lấy cái chậu gì hứng đi. Xong rồi tí đủ chậu là có thể tưới được đấy. Ôi, hứng có đi học không? Có. Có à? Bây giờ là bà là chuẩn bị đi đón rồi à? Bây giờ bà là đi từ lúc 3 giờ chiều các bác. 3 giờ chiều đến
phải đến 4 giờ 5 giờ thì bà mới đến nơi được. Ôi, đây là nấm gì đây nhỉ? Quân thì có biết nấm hương không? Có. Nấm này là nấm tai mèo này các bác này. Nấm tai mèo thì mình ăn thì cũng được, nhưng mà nó sẽ hơi nhất nhất một chút. Nhất như kiểu lá cây mồng tơi đấy. Ở đây thì đâu có nấm hương hả Quân? Trong rừng có ăn. Đó. Quân thì cũng có biết cả nấm hương các bác. Nấm hương thì trong rừng sâu thì mới có. Nước lâu hết nhở? Bây giờ thì Quân sẽ không phải là xách xa nữa các bác. Mọi hôm thì em mới xách từ dưới nhà kia lên đến đây. Tới mấy góc thôi mà em mới kéo hẳn tận 1 tiếng đồng hồ. Ôi, cắt cái chỗ với cái thương này. Hẹt đấy bên này. Đấy cái dây có này. Học bác này cũng bao nhiêu. Bây giờ thì cũng có thể là tưới được rồi các bác này. Đất thì vẫn còn mưa thì vừa mới tạnh thôi. Mình không cần phải tưới máy. Tới nhiều thì sợ nó chết đấy. Đây phải nói là sau một quá trình mà thời gian mà đợi nước các bác thì nước hiện tại là cũng có rồi. Ở đây thì nếu mà bây giờ cứ thả qua đêm thì đến lúc mà em Quân cần tưới thì sẽ xách ở đây tưới luôn. Thành ra là không có phải là xách ở dưới nhà kia lên nữa. Hôm nay thì cũng được bác Chiêm là bác ấy có gửi tiền cho Lực. Ở đầu video thì cháu Lực cũng là nói rồi, gửi cho Lực là 500 ngàn để mua ống nhựa. Rồi bây giờ thì Quân thì chắc là chỉ tưới một góc là thêm một ít thôi, tại vì là cái phần đất này của con đang ẩm. Chiêm thì bác Chiêm bác cô đã nói rồi rằng là độ tầm 2 năm nữa thì cây thì nó sẽ có quả để mà ăn rồi đấy cô bác. Chưa mua xi à Quân? Chưa. À? Chưa. Chưa. Mua tầm mà bao nhiêu bao? Mua 10 bao thì 12 bao chẳng. 12 bao là mỗi bao là bao tiền? 80.000. 80.000 à? Mọi lần thì xách ở dưới cái tách như dưới nhà cái lên à? Vâng. Còn những cái cây thì vừa mới trồng xuống thôi. Cháu Lực thấy đã có hoa rồi đấy cô bác ạ. Trồng độ được tầm mấy ngày rồi nhỉ? Hôm nọ là cô ra là thứ chủ nhật. Bây giờ đến thứ năm là được 5 ngày đấy. Chủ nhật cô ra mà. À thứ bảy. Chiều thứ bảy là anh em mình trồng. Đến hôm nay thứ năm là được 6 hôm rồi đấy. Đây, ở dưới đấy thì bây giờ lấy xô lên cho anh đi. Còn một góc chưa? Đây, cái xô đấy. Ôi, rồi, một góc thôi. Bên này còn mấy góc nữa nè, dưới kia còn mấy góc nữa. Dưới kia, à dưới kia thì mày lấy kia, nước ở dưới kia luôn. Thì đây. Dưới kia thì mình lấy nước ở dưới kia luôn rồi. Đấy, bây giờ thì thời tiết chuẩn bị đến mùa đông rồi các bác. Mùa đông năm nay thì chắc là ông bà Quân sẽ lại
phải đối mặt với lại cái cơn mùa đông này thêm một lần nữa cô bác ạ. Ngôi nhà thì hiện tại là bây giờ vẫn còn chưa có kịp sửa chữa lại cái gì cả. Hiện tại thì cô bác cũng đã biết rồi rằng là trên nhà em Sử thì đang trong cái quá trình mà xây dựng thì đợi anh em đợi thợ lên thì cháu không có thể là bỏ mặc hôm nào cả. Có những cái gì mà sai sót thì cô bác anh chị nói cho Lực thì cháu Lực sẽ kịp thời mà sửa chữa luôn cô bác, chứ để tránh những cái trường hợp mà làm xong mọi cái rồi thì lúc đấy mới không có sửa được nữa. Bây giờ thì xuống tới nốt mấy cây kia nhá. Vâng. Còn cái thước phim hôm nay thì chắc là mấy anh em cũng xin kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và một lần nữa thì cháu Lực xin được cảm ơn cô Chiêm, cô ở bên Bắc Hà. Cảm ơn cô đã hỗ trợ em Quân về cái phần khoản giống cây này. Hỗ trợ em Quân đến lúc nào mà đến phần quả được thu hoạch. Mọi cái thì cô mới dừng là thu hoạch. Đấy, thí dụ như đến hôm nay đây, cô biết là em Quân xách nước đi rất là xa, có gửi tiền cho cháu Lực để hỗ trợ em Quân về cái phần khoản mà kéo nước ra. Đấy, bây giờ thì nước đã đến tận đây thì có vẻ như là Quân sẽ phải là không có đi xa nữa. Thì có thể là tiết kiệm được cái khoảng thời gian mà mình tưới nó nhiều hơn cô bác. Như vừa rồi cháu Lực cũng đã nói rồi, em Quân đi xách ở dưới kia lên, mỗi lần xách lên thì được một xô này không? Không đầy đâu. Không đầy đâu à? Ừ. Nếu mà đến lúc mà mùa ngày nào mà nắng ấy thì mình còn phải tưới nhiều hơn. Ngày như trong thời gian này thì mưa cũng vừa mới tạnh thôi, cho nên là mình có thể tưới một cái dạng mà vừa vừa thôi cũng được. Ừ. Tưới nhiều quá thì nó cũng sợ là nó sẽ bị chết cây, nó bị chết nước. Ừ. Đấy. Còn thước phim hôm nay thì cháu Lực cùng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và cô bác anh chị có theo dõi được những thước phim mà cháu Lực chia sẻ lên thì cho cháu Lực xin một nút like và một lượt chia sẻ, cộng thêm một lượt đăng ký kênh nữa để giúp cho cháu Lực, giúp cho kênh cháu Lực ngày một phát triển hơn và giúp cho cháu Lực có thêm động lực để tiếp tục đi trên cái con đường thực nghiệm của mình cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị. Con chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ.